Hi, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Cuộc Sống Vùng Cao. Những người yêu mến Cuộc Sống Vùng Cao. Ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục lên nương và giới thiệu và gửi đến các bạn một số những cái hình ảnh, một số những cái thông tin về cái cây cỏ chanh. Cái cây cỏ chanh thì như các bạn đã biết là cây này thì nó có tác dụng để mà lập nhà. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi cũng lấy cái cây cỏ chanh này để mà lập nhà, nhưng mà bây giờ thì thay bằng pro xi măng rồi. Thì ngoài cái tác dụng lập nhà ra thì nó còn có rất là nhiều công dụng trong cái việc chữa bệnh. Đấy. Đây, hiện tại là tôi đang ở trên một cái dãy cỏ chanh đấy các bạn. Cỏ chanh hay còn gọi là cỏ danh đấy. Thì hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cái cây cỏ chanh này. Đấy. Thì có thể là tôi sẽ không nhổ được cái rễ của nó. Tại vì là đây, cái khu này nó, cái loại này là loại non, nó mới ra nên là rễ của nó cắm sâu xuống đất. Đây, mình không thể nào nhổ được. Và thường thường thì chúng ta lấy rễ của nó nha các bạn. Khi mà làm thuốc thì chúng ta lấy rễ của nó. Đây là một cái loại thuốc để mà thông tiểu, tiện rất là tốt. Đấy là ở địa phương chúng tôi hay sử dụng cái cây cỏ chanh này kết hợp với lại cây mã đề ấy. Hoặc là cái, đây các bạn, nó rất là tuyệt vời đây các bạn. Tôi xin lỗi các bạn là đây tôi chỉ lấy được một cái rễ thôi. Thì hôm nay trời khá là gió nên là có thể là quá trình tôi nói các bạn sẽ không nghe rõ được. Thì các bạn cố gắng thông cảm. Đây là rễ của nó đây các bạn này. Đấy, rễ. Sau đó là nó chuẩn bị lại mọc thêm một cái mầm khác ấy. Thầy, cỏ chanh này các bạn này. Thì tôi mô tả một chút cho các bạn biết về cái cây cỏ chanh. Đây là chúng tôi gọi là gan nhé các bạn nhé. Tiếng Dao chúng tôi gọi là gan. Gan tức là, nếu mà phát âm nó giống như kiểu là mình bảo là cái gan của mình ấy, thì chúng tôi gọi là gan, mà lấy gàn dùng nhé các bạn. Gàn dùng tức là rễ của cây cỏ chanh này để mà làm thuốc. Đây, chúng ta lấy rễ này, rửa thật sạch. Và đặc điểm nhận biết cái cây cỏ chanh này thì các bạn thấy là đây là một cái loại cỏ sống dai, thân rễ thì nó rất là khỏe và chắc nhé. Đấy, như ban đầu tôi nhổ này, nhổ toàn, nó toàn đứt thôi. Thì thân cao từ khoảng 30 đến 90 cm. Đấy, cao như vậy thì chúng ta mới có thể để làm lập nhà được. Và chiều rộng của cái cây này thì nó từ 3 đến khoảng 6 mm. Đấy, 3 đến 6 mm ấy. Và gân lá thì ở giữa này các bạn này. Đấy, các bạn thấy nó chỉ mỗi một gân lá nổi nhất, nó chính là ở giữa của cái lá này. Đấy. Và cái này, cái cỏ chanh này thì mặt trên lá nó khá là giáp nhé các bạn nhé. Và đây, mặt trên thì khá là giáp, còn mặt dưới thì khá là nhẵn. Đấy, mặt dưới khá là nhẵn. Đây các bạn. Còn nó còn có bông nữa. Bông của nó thì nhỏ và phủ đầy lông ấy, nhưng mà bây giờ là tạm thời bây giờ là nó chưa có bông. Đấy, bây giờ những cái này nó còn khá là non. Đấy. Rồi, không lan luyên tha luyên thuyên nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái công dụng cũng như là một số cái bài thuốc có sử dụng cái cây cỏ chanh này nhé các bạn nhé. Những cái trường hợp mà bị tiểu tiện ra máu ấy, do nhiễm trùng đường tiết niệu thì các bạn có thể lấy cây cỏ chanh này này. Đây,
khá là nhiều. Đấy, các bạn có thể lấy cái cây cỏ chanh này. Đấy, các bạn kết hợp với lại gừng. Gừng thì các bạn đã sao trái nhé. Rồi sắc với khoảng 400ml nước. Còn khoảng 100ml thì các bạn uống trong ngày. Và khi thuốc còn ấm nhé các bạn. Và nên uống trước bữa ăn tối. Đấy, dùng trong thời gian khoảng từ 7 đến 10 ngày một liệu trình. Đó là những cái trường hợp mà tiểu tiện ra máu ấy, do nhiễm trùng đường tiết niệu thì các bạn dùng, có thể dùng cái đấy. Còn cái thứ hai nữa, nó còn cái này nó còn lợi tiểu nữa các bạn. Đấy. À, những cái trường hợp mà bị tiểu tiện không thông thì chúng ta lấy cái rễ của cây cỏ chanh này. Đấy, khoảng 30g kết hợp với lại khoảng 40g dâu ngô và 25g cái cây mã đề đấy các bạn. Và khoảng 5g hoa cúc. Tất cả các bạn trộn đều và mỗi lần các bạn lấy khoảng 50g hãm với khoảng 0,75ml nước sôi và uống trong ngày. Dùng trong khoảng thời gian 10 ngày một liệu trình. Hoặc là có cách thứ hai nữa, các bạn có thể dùng cái cây cỏ chanh này thì các bạn lấy rễ khoảng 50g kết hợp với lại lá sen cạn ấy. Đấy, 15g và dâu ngô khoảng 10g cộng với lại rau má. Đấy, cộng với lại rau má 10g và rau diếp cá 8g nữa. Các bạn sắc uống một ngày, một thang chia làm 3 lần uống trong ngày và dùng trong thời gian từ khoảng 3 đến 5 ngày một liệu trình thì nó sẽ khỏi thông tiểu tiện rất là tốt cho các bạn. Đây, đây chính là cây cỏ chanh đây. Thì tôi xin lỗi các bạn là tôi nhổ cũng không lên được cái rễ của nó. Và như đầu clip thì tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về cái cây, mô tả cho các bạn biết về cây cỏ chanh như nào rồi. Thì nếu mà giả sử như trong một số những cái trường hợp mà các bạn bị những cái trường hợp như tôi vừa nói thì các bạn nhớ tìm cây này để mà sử dụng thì nó rất là tốt. Đặc biệt tốt nhất là thông tiểu tiện nha các bạn. Và ngoài ra thì cây này còn để điều trị cái chứng nóng gan nha các bạn. Nó làm, tức là nó làm mát gan rất tốt này. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn lấy cái rễ, rễ cỏ chanh này các bạn chỉ lấy độc vị thôi. Đấy, các bạn dùng để sắc uống nó rất là tốt nha các bạn. Đấy, đây, đây chính là cây cỏ chanh này. Và ngoài ra thì cây này còn chữa cái chứng mà chảy máu cam đấy. Đây, cây cỏ chanh này còn chữa cái chứng chảy máu cam. Các bạn lấy khoảng 36g, 36 đến 40 gram cái rễ của cây cỏ chanh này. Các bạn sắc với khoảng 400ml nước. Còn khoảng 100ml thì các bạn uống nóng sau ăn hoặc là trước khi đi ngủ. Đấy, hoặc là cái cách thứ hai, các bạn lấy cái khoảng 80g, các bạn sắc uống và uống nguội nhé các bạn. Đấy, uống nguội sau bữa ăn và dùng trong thời gian khoảng từ 7 đến 10 ngày thì nó cũng có tác dụng là chữa cái chứng chảy máu cam ở người lớn cũng như là trẻ nhỏ nha các bạn. Đấy, đấy là tác dụng của cây này. Còn ngoài ra thì cây này ở trên tôi còn dùng để chữa hen suyễn nha các bạn. Đấy, ở chỗ các bạn tôi không biết là dùng để làm gì nhưng mà ở chỗ tôi là dùng để chữa hen suyễn. Thế này, rễ của nó đây, tôi vừa nhổ ra một cọng. Đấy, độ nét nó không được rõ, các bạn thông cảm. Đây chính là rễ của nó này. Đấy, những cái trường hợp mà bị hen suyễn ấy thì chúng ta dùng cái rễ này khoảng 20g các bạn dùng để sắc uống hàng ngày, uống khi thuốc còn ấm và sau bữa ăn tối các bạn dùng liên tục trong thời gian khoảng 8 ngày. Đấy, 8 đến 10 ngày. Đây. Đấy. Và một số lưu ý khi mà các bạn dùng cái cây cỏ chanh này, những cái trường hợp mà phụ nữ mang thai ấy, thì chúng ta không nên dùng cây cỏ chanh nhé các bạn. Đấy, phụ nữ mang thai thì chúng ta không nên dùng cây cỏ chanh này. Chúng tôi thì thường thường là chúng tôi chỉ dùng cái rễ thôi, còn lại thì các bộ phận khác là chúng tôi bỏ hết. Đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Đây, cỏ chanh đây. Rồi, hy vọng đây là những cái thông tin bổ ích cho tất cả mọi người cùng tham khảo.
Và tôi sẽ không mong muốn các bạn theo những cái mà tôi chỉ bảo. Chỉ đến khi nào mà gọi là hết thuốc chữa rồi, các bạn không còn cách nào khác thì các bạn có thể áp dụng theo những cái mà tôi chỉ cho các bạn nhé. Và chắc chắn một điều rằng là những cái mà tôi nói thì nó còn thiếu rất là nhiều đối với cái công dụng của cây cỏ chanh này. Nếu mà các bạn ở chỗ các bạn mà đã từng sử dụng cây cỏ chanh này làm thuốc rồi, ngoài những cái mà tôi nói thì cái cây cỏ chanh này nó còn có tác dụng gì để mà điều trị những cái chứng bệnh gì, thì tôi mong tất cả các bạn, những ai biết đến tác dụng của cây này thì góp ý cho tôi bằng cách để lại một số cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi có thể biết được nhiều hơn. Và một lần nữa tôi mong tất cả các bạn hãy ủng hộ bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu mà các bạn thấy những cái clip mà tôi đưa lên cho các bạn tham khảo nó hay, nó ý nghĩa. Đấy. Còn bây giờ thì cũng xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Trời nóng quá các bạn ạ. Rồi một mình lên nương. Rồi xin chào.